trở lại với Thanh Huy Audio. Và hôm nay thì bên mình sẽ không có bàn giao cái bộ âm thanh cho khách nữa. Và trong video hôm nay thì bên mình sẽ giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn một cái cấu hình âm thanh và đang được rất là nhiều khách hàng gọi là đang chờ đợi. Và ngay cả bản thân mình cũng vậy. Đây là một cái cấu hình mà mình thực sự bất ngờ với nó. Cấu hình âm thanh rất là nhỏ gọn nhưng mà cái tính hiệu quả nó cực kỳ cao. Bây giờ ngay bên cạnh mình đây. Đây ạ. Đây là một cái cấu hình âm thanh đang được rất là nhiều anh em mong đợi. Một cấu hình âm thanh cực kỳ nhỏ gọn và cho hiệu quả của nó cực kỳ cao. Đó, đây là cái tổng quan cái cấu hình này. Thì đây là toàn bộ là thiết kế mới hết của năm 2020 và với công ty mình mới cho ra mắt. Thì như quý vị và các bạn đang được nhìn thấy thì ngay bên cạnh mình đây, đây là cái mẫu LiveArray IT thế hệ mới nhất của năm 2020. Thì với cái dòng loa ra này thì nó tích hợp được rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất, yếu tố đầu tiên quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ngay, thứ nhất là nó rất là nhỏ gọn và hình thức rất là đẹp. Dòng này thì cực kỳ nhỏ gọn luôn, so với cái dòng Array đời cũ 2019 thì toàn bộ cái bề mặt của nó đã được rút ngắn và tinh chỉnh nhỏ lại, và cái bề mặt sau của nó cũng được bóp nhỏ lại và nó kéo cái chiều sâu nó ra sâu hơn. Đây, hình thức thiết kế bên ngoài rất là đẹp luôn, tay sách đây ạ. Đó, và những cái thanh Array này thì toàn bộ được làm bằng nhôm đúc CNC nguyên khối. Đó, chốt Array toàn bộ rất là đẹp. Rồi, xin mời tất cả các bạn cùng quay ra sau chúng ta xem. Đây, phía sau thì như cái dòng Array đời cũ thì được thiết kế là hai chốt hai bên, thì với cái dòng Array đời mới này thì bên mình đã thiết kế lại chỉ có một cái chốt ở giữa thôi. Thì cái mà thiết kế một chốt ở giữa này thì giúp cho chúng ta là dễ dàng lắp đặt và vận chuyển hơn. Đó, hình thức phía sau rất là đẹp luôn. Đó, rồi ok, xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng qua bên phía trước. Thì hiện tại đây là một cái combo và bên mình cũng đã thiết kế lên. Cái combo này thì nó được thiết kế là hai cặp LiveArray 40 đơn. 40 đơn sử dụng bát từ neo và chép từ neo chính hãng của IT. Và đây là cái bát neo thế hệ mới. Thì mình sẽ có một cái video để sau và mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái nội thất bát chép của cái dòng LiveArray này. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ qua bên ngoài cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo thôi. Thì đây là một cái combo nó cho cái công suất rất là lớn hơn những cái combo đời cũ rất là nhiều. Thì với cái combo này chúng ta có thể sử dụng được khoảng từ 350 cho đến 400 khách ở ngoài trời, với combo chỉ có hai cặp LiveArray 40 đơn và một cặp xúc đơn 50. Đó, và đây là cái mẫu xúc đơn thế hệ mới của năm 2020 luôn, mẫu xúc đơn IT đó, sử dụng bát từ neo 50 côn 115. Đó, và từ neo cho âm thanh rất là sâu, rất là uy lực và đặc biệt nó đi rất là xa. Thì với cái mẫu xúc này thì bên mình đã thiết kế một cái kiểu dáng kiểu dáng đứng rất là cao, chiều cao lên tới 90. Thì khi chúng ta đặt cái LiveArray lên trên thì nó rất là cao, nhìn nó sẽ rất là đẹp. Bên này là lưới của nó toàn bộ là lưới làm lưới mới và có hệ thống lưới mút chắn bụi bên trong và logo IT dập chìm ở giữa đấy ạ. Còn cái bên và cái chiếc xúc bên cạnh thì mình đã tháo cái lưới ra để cho chúng ta có thể nhìn vào bề mặt loa. Khi mà nhìn trực tiếp vào bề mặt loa thì chúng ta sẽ nhìn nó giống như một chiếc xúc đánh thẳng ra ngoài, nhưng thực tế bên trong cái hộc hơi của nó thì bên mình đã thiết kế dạng xúc hầm để cho nó có độ nén âm, để khi mà chúng ta đánh với công suất lớn thì cái tiếng của nó ra rất là lực và rất là chắc, không bao giờ bị rung. Đó, rồi xin mời các bạn hãy nhìn ra xa, chúng ta sẽ nhìn tổng quan về cái cấu hình dàn loa này. Và đây là một chi tiết cấu hình loa, mình xin giới thiệu lại là gồm hai cặp LiveArray 40 đơn IT và một cặp xúc đơn 50, toàn bộ là thế hệ mới của năm 2020. Cái mẫu mã của nó thì rất là nhỏ gọn và rất là đẹp, hiện tại như mình đang đứng ở giữa đây các bạn có thể nhìn thấy ạ. Rất là nhỏ gọn và rất là xinh. Đó, thì với cái cấu hình này thì chúng ta có thể kết hợp một dàn máy, thì hiện tại mình cũng đang phối ghép sẵn cái dàn máy cho tất cả chúng ta tham khảo. Thì đây là một cái dàn máy cơ bản rất là đơn giản, thì mình đã thiết kế một cái con mixer Dynacord CMS 1000. Dòng mixer này cũng quá là quen thuộc rồi. Vâng ạ. Và tiếp theo là một bộ micro ITA800 cao cấp. Thì đối với dòng loa này thì chúng ta nên sử dụng cái dòng micro A800 hàng cao cấp này để nó đạt được hiệu suất âm thanh tốt nhất. Và tiếp theo là một bộ quản lý nguồn điện và một bộ xử lý âm thanh DBX 260. Và ngay đây là hai cục đẩy đúng không ạ? Một cục đẩy IT8600, mình có thể đánh được 4 cặp LiveArray như trong video. Và một cục đẩy IT2800 thì mình có thể đánh được hai cặp xúc đơn như trong video. Thì với một cái cấu hình âm thanh như thế này thì chúng ta khi mà lên hoàn chỉnh thì mình đã tính nhẩm giá thì đâu đó nó khoảng tầm 97 triệu. Đó, thì mà chúng ta hoạt động được khoảng 350 cho đến 400 khách ở ngoài trời là khoảng
40 bàn gỗ ở ngoài trời là rất là thoải mái. Chúng ta đi show là mang một cấu hình âm thanh phải nói là rất là gọn nhẹ, rất là đẹp và rất là sang trọng. Và cái giá thành của nó cũng rất là hợp lý mà chúng ta phục vụ được rất là hiệu quả và cái độ ổn định của nó rất là cao. Ok, bây giờ thì mình sẽ test thử cho tất cả quý vị và các bạn cùng nghe thử cái chất âm của bộ dàn âm thanh này. Nếu các bạn thấy video của bên công ty mình hay thì nhớ nhấn like và chia sẻ video để ủng hộ thêm cho công ty mình nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video lần sau. Vâng, xin chào.